Xin chào các bạn. Bản tin Cbiz ngày 17 tháng 1 năm 2023. Tổng hợp hình ảnh hậu trường diễn xuất của Triệu Lộ Tư, A Âm và Vương An Vũ, Cổ Tấn tại đoàn phim Thần Ẩn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.